Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank, vừa triển khai chương trình 10.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho vay. Trong đó, gói tín dụng 5.000 tỷ đồng có tên vay mới đời phơi phới. Lãi suất 0% dành cho khách hàng cá nhân vay mới hoặc khách hàng cá nhân hiện hữu muốn vay thêm. Lãi suất ưu đãi cho gói tín dụng này là 0% trong tháng đầu tiên. Những tháng còn lại áp dụng mức lãi suất theo quy định hiện hành của HDBank. HDBank cũng triển khai gói ưu đãi với quy mô 5.000 tỷ đồng. Lãi suất 0% trong tháng đầu tiên dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay với mục đích chi lương, thưởng dịp cuối năm. Các tháng tiếp theo, khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ 6,7% năm. Trước đó, từ quý 2 năm 2023, HDBank đã cam kết tiết giảm chi phí, dành ngân sách 350 tỷ đồng trong năm 2023 để hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng hiện hữu với mức giảm từ -0.1%. Như vậy, sau một thời gian khá dài thị trường mới xuất hiện lại ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi 0%. Dù chỉ áp dụng trong tháng đầu tiên nhưng cũng là tín hiệu tích cực cho thấy các ngân hàng đang đẩy mạnh giảm lãi vay để kích thích tín dụng cuối năm. Trước đó, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, gây chú ý trên thị trường khi triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp với lãi suất cho vay ngắn hạn từ 3% năm trong tháng đầu tiên, sau đó tăng dần tùy kỳ hạn vay. Tại Ngân hàng Nam Á, chương trình ưu đãi cho vay hạn mức sẵn sàng, bứt phá kinh doanh với lãi suất cho vay từ 8,2% năm. Gói tín dụng này không áp dụng thu hộ phí định giá tài sản bảo đảm từ bên thứ ba, không phí cam kết rút vốn, không phí quản lý cam kết doanh số tài khoản. Nam A Bank cũng giảm tối đa 2,8% cho khách hàng cá nhân có khoản vay hiện hữu. Một loạt ngân hàng khác như Kiên Long Bank, LP Bank, BIDV, Agribank, ACB cũng tung nhiều gói tín dụng với lãi suất thấp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm.